gì nữa. Biết nha. Không biết. Không biết nữa. Vô. Bộ Lê đang chơi phía sau lưng mới chứ. Bộ Lê đang chơi phía sau lưng. Con này là đằng có quần nghe mọi người. Con này đang bận là đằng có quần nha chị em mình. Có quần bên trong nghe. Thank you.
mèo. Trời quân xuất sắc luôn. Hồng Sen chúng ta dâng tay và đợi tí chị ơi. Thế là tao đợi xíu lên lại cho chị coi cho. Cái caro kia kìa là su hay là loe loe hết. Cho nên tao bộ lên là loe hết mấy chị ơi, không có su. Su bây giờ là chỉ còn cái con sắt thôi. Bây giờ còn su hả? Chị muốn su hả? Em giờ mà chị đợi em lên mấy cái bộ hàng drop đi. Không, nó còn có 1-2 bộ đây nè chị. Em cho rẻ chị mua. Nâu tay cho Nhung vỏ thêm một bộ nè. Đây nè, có đây cái bộ chỉnh bộ này có 99.000 thôi, quần ống suông nè. 99.000 quần suông nè mấy chị. Trời ơi, hôm qua dành quá trời luôn, có hàng bán. Đây, quần suông mà chị mua cái loại này cho em đi. Cái loại này em còn mãi trơn thôi chị ơi. Trơn này 95.000 luôn, bộ ống suông nha chị nha. Áo khoác em, áo khoác chưa về bà con yêu ơi. Áo khoác mà áo dạ khoác chưa có về. Áo dạ khoác ngày mai mới bây giờ kịp lọc nha mấy bà nha. Cái này là có quần bên trong kia cho mấy chị nha. 105.000 một set mấy chị ơi. Rẻ quá à. Thiếu nâu tay nữa. Thôi không tin được cái giá luôn nha mấy bà ơi. 105.000. Hồi sáng mấy cái bán cái quỷ này là mà có ra đang cái dàn sau lưng là 115.000 rồi. Em nói là 60kg. Tin không tin tùy á thiệt á. Màu bì bon chen mang thoải mái luôn chị em. Màu bì bon chen mang thoải mái luôn. Tường bì lấy sắp xuông nè. Tường bì lấy sắp xuông nè. Có kèm quần bên trong cho mọi người nha. Mặt nạ luôn nha mấy chị. Cưng quá không. Cưng he. Rồi ok chưa ai thích màu nào lên màu đỏ luôn. Hồng sen đẹp quá. Hồng sen đẹp quá. Trời ơi. Xuất sắc luôn cái bảng màu mấy chị ơi. Có quần luôn. Thiệt sự luôn mấy chị ơi. Rồi giày bán giày rồi. Lần sau mấy chị sao kiềm chế được đây trời. Thiệt luôn á. U là trời mấy chị ơi. To nè mấy chị. Bảng màu này mê em ngọt. Không ngọt lẹm. Ngọt lẹm. Lê Diễm lấy mơ xin thoại. Lê Diễm ơi. Lê Diễm lấy mơ xin thoại cho em luôn chị Lê Diễm. Quá trời mê cái bảng màu rồi mấy chị ơi. Rồi tớn luôn. Tớn luôn. Sắc sắc luôn. Ô là rồi. Sắc sắc thiệt sự. Có quần bên trong nha bà con. Có quần trong giùm em luôn chứ ơi. Ừ ô là trời rồi. Giày am làm lại nó mới chứ. Ai làm lại nó đây. Giá nó quá mê luôn. Bà rồi mua loe. Đợi chút em lên loe cho loe. Có 109.000 bộ à. Sắc sắc hôm nay em về loe mấy chị. Hôm nay chuyên loe mọi người. Hôm nay là chuyên chuyên loe. Hôm nay về chuyên loe cho mọi người nha mọi người ơi. Dạ rồi Lê Diễm có số điện thoại luôn. À, đồ lam còn một bộ màu đỏ chị ơi, đồ lam còn có bộ màu đỏ là hết hàng luôn rồi chứ. Hết đỏ luôn hả? Cũng còn hai bộ đỏ mà. Hết đỏ luôn hả? Trời ơi, con nhỏ này nè, cái con nhỏ này ngày hôm qua dành cái áo này cũng khách sao. Ít còn, ít đang sale có 89.000 thôi, quăng có bộ ít coi giùm em coi. Ít là đang sale có 89.000 thôi thì ít nè. Con nhỏ này dám vô dành, hôm qua dành cái áo này cũng khách tôi. Rồi cái áo này em sale quá 89.000 thôi mấy chị ơi. Áo lưới nè. Áo này khách nào mua về nhận cũng mê hết trơn á. Tại biết sao bán lỗ mấy chị. Sao không mê cho được. Một hàng 100 mấy bán có 89.000 mà mấy chị. Nhận về sao không mê cho được mấy bà. Rồi còn màu trắng giùm em luôn. Ali áo trắng chụp áo trắng lưới nè. Áo trắng lưới còn bộ nè. Trời đất ơi toàn là hàng hot không. Mi kỳ lấy một thêm màu bơ là thì công nhận cái xe ra mặt đẹp quá. Xe ra mặt quá đẹp luôn. Trời mấy bà sĩ mà đi ngủ hết trơn rồi chứ lát hồi vô là hỏi không có luôn. Trần Thị Ngọc Hân bộ nâu nè. Trần Thị Ngọc Hân bộ nâu nè. Bộ nó mặc đẹp quá không mấy bà? Đẹp quá không? Trời ơi con kia. Con 105.000 bộ chấn động với mọi người. Quá chi rẻ rồi. Quá chi rẻ quá chi đẹp rồi. Rồi con áo này về mặc chung quần sọc để bận luôn. Xong luôn 89.000 luôn. Ai chốt em liền áo đỏ. Áo đỏ 89.000. Rồi múa này về là tối luôn nè mấy bà ơi. Tối luôn mấy chị ơi. Khỏi quay đầu luôn. Bộ ngó xe cho mấy chị luôn 65.000. 40-60kg mặt vừa ngó. Ai lấy ngó chút ngó cho em luôn. Bộ vẫn còn nha bà. Có túi có quần nha. Có quần nha chị em. Đang vẫn có quần giùm em nha mọi người. Cái nào chị đỏ chị hả? Ok chị đỏ luôn. Áo lưới cho Quỳnh. Cho Quỳnh Nguyễn luôn. Áo lưới cho Quỳnh Nguyễn luôn. Rồi bộ đùi. Bộ ngó 65.000. Ngó 65 giùm em. Xếp caro phía sau là cái này là bộ quần loe. Bộ quần loe 95.000 có xẻ tà tình yêu ơi. Có xẻ tà, con gấu là con gấu thiêu. Em có màu trắng. Em có màu nâu. Em có màu kem á chứ. Màu trắng màu kem nha. Đang bận màu bơ cho bích ngà luôn. Với lại một bộ nữa là màu đen giúp em chế ơi. Chứ lấy màu nào chứ comment màu giúp em chế nha. Giá nhiều chế ơi. 95.000. Rồi bọn chế không thích nè. Chế mua cái loại trơn. Em có loại trơn cho chế luôn. Đó. Loại trơn, phối quần túi chung lại quần. Mà đặc biệt con này là đằng sau lưng nó có xẻ cái tà có 95.000 bộ loe thôi chị. Loe 95 nâu, che loe 95 xanh luôn. Còn hai cái màu matching của năm nay luôn nha tình yêu ơi. Bộ đang mặc rẻ chị ơi, có 105.000
ơi, bộ đang bận tao còn đủ màu, có cái quần bên trong nữa nha mấy gái ơi. 40 tới 60 ký mặc vừa, tao nung tình tùy cái này nó coi dạng hàng chui hết. Hồng đậm, hồng nhạt với lại màu nâu. Hồng đậm, hồng nhạt với lại màu nâu. Còn quần sọc đen, quần sọc đen chỉ còn size S thôi, áo đỏ em hết nha mấy chị ơi. Đang bận đây là màu em đang cầm trên tay này chị em mình ơi, ngủ 65 ngày em hết rồi mấy chị. Lên nào em chúc cho chị Thanh, Thanh Thảo Phạm. Chị lấy lên nào con gấu không chị gái ơi. Lê nâu con gấu bên đó còn bộ kìa, rồi lê xanh lê đen em chúc là chị Thảo Suri. Lê xanh lê đen rồi, con gấu đâu rồi, xanh đâu rồi, lê xanh lê đen giờ sao biết còn đây. Rồi xanh còn con bộ luôn. Thấy còn hai bộ mà trời. Lê xanh có luôn. Gấu từ từ đảm chút nha. Pha suri. Rồi cho em xem ô vuông xanh đi chị. Nãy hả, đợi chút xíu chị đi. Xanh đang bận em chút cho Thanh Thảo Phạm. Gấu kem cho Lê Tuyền. Thanh Thảo Phạm lên xích thỏi giùm em chị gái ơi. Lê Tuyền nè. Rồi Lê Trơn mà lấy màu gì mà Thanh Thảo Phạm ơi. Thảo Phạm lấy cái gì nào gửi lên xích thoại nghe. Rồi đen bận màu hồng em chúc cho chị An Phúc. Chị lấy hồng đúng không chị? Là hồng này phải không? Một bơ một hồng luôn hả? À đang mặc với hồng luôn. Chị An Phúc lại xích thoại sai chị ơi. Lê xanh em chúc cho Mỹ kì, Mỹ vậy. Bà đợi chút xíu tôi còn bộ lê xanh nồng nha bà. Cái nè nó nằm lên nha, không biết có còn lê xanh không đây. Lê giờ còn nâu thôi cô gái ơi, hết xanh rồi cô gái. Rồi chính thức hết lê xanh. Hết lê xanh mấy cô gái ơi, hết lê xanh rồi. Lê chân màu xanh hết. Trời ơi tính ra là màu nâu là cái màu tao bán được nhất luôn, không hiểu luôn. Anh Tuyền lấy tầng đang bận số điện thoại cô gái ơi. Mấy bà này không cho mua hàng không cho ai số điện thoại gì trời. Mua hàng không ai cho số điện thoại gì ta. Mùa xanh chút sao. Lê chân màu nâu em chúc cho chị Thanh Thảo Phạm. Rồi không có số điện thoại luôn. Rồi ô vuông. Cái gì này hả, này ngố này. Cái này hả, cái này là bộ 2 giây. Bộ 2 giây 99 ngàn quần caro. Có bộ 1 mà mấy chị ơi hết luôn rồi. 99 ngàn bộ caro giùm em luôn. Caro xanh. Bà nào lấy caro xanh chút caro xanh còn một con duy nhất. Dạ rồi. Không bà ơi lên số điện thoại trên like giùm em. Cho em xem lê nâu đây em ơi. Cho số điện thoại trên like giùm em. Rồi xóa cũng được để tôi anh cái phiếu ra. Mấy bà ơi mai mốt vô rồi biết khách quen. Đợi lần sau vô mua hàng nữa rồi bắt đầu bắt lên số điện thoại nữa hả mấy bà. Rồi không biết khách quen xin hoài luôn, tao có chút đơn đâu bay ơi. Anh phiếu ra có xin hoài, tao có chút đơn đâu. Ngổ cô gái ngày hôm qua bà nằm hụt hơn. Một hụt đơn là 79 ngàn ngổ cô gái. Ngổ cô gái tao rồi, đợi con hết nè. Em có bộ, em coi lại bộ mặt rồi, đợi chút xíu chị. Thanh Thảo Phạm nè. Nằm cam, chỗ chị cho em xem rồi biết luôn. 105 ngàn. 105. Nè bảng màu nè, hồng lá cam bơ. Đang hot lắm, 105 em ơi. Lên đâu cho kỷ lục. Lên nào cho kỷ lục có luôn. Lên nào cho kỷ lục có nè. Trời ơi cái đầm này, cái đầm hôm qua tôi đi kiếm muốn chết luôn. Tôi đi kiếm muốn chết hai cái đầm bộ đầy luôn. Đang bận có quần bên trong nha mấy bà. Đây nè. Đang bận có quần bên trong nha. Có hồng nè, có nâu với lại có hồng đậm. Hồng sen nó mấy chế. Nhiều lắm màu cho đó. Rồi. Con ớt nè. Con ớt cho hộp hộp nữa ơi. Còn mấy bộ hồ xe mấy chị luôn 89 ngàn bộ luôn nè. 89 ngàn giùm em luôn nha. Ớt. Ớt xanh. Ớt xanh. Ngố cô gái cho chị Thanh Trúc. Lê chân nào chị Thanh Thảo Phạm. Rồi cầm chéo đằng sau lưng cái chân coi. Nãy giờ mấy bác em coi quá coi rồi. Em đặt màu cam để chị cụ với Bích Ngà. Rồi cái đầm này phải không. Màu cam còn không. Rồi còn đúng cái màu cam luôn. Ok, bên em gọi điện chúc đơn, nhớ canh điện thoại giùm em mọi người. Dù mấy chị có nhắn tin rồi thì làm ơn bên em gọi điện chúc đơn, kêu nhắn tin cho tin nhắn rồi để cho mấy đứa nó biết. Chứ mà bên em gọi điện không có được là không có chúc đơn được, cho mấy chị phải gọi điện. Trừ trường hợp khách đã mua hàng nhà em rồi mới giữ được đơn nha mấy bà ơi. Lên đâu là 95 nghìn hết mấy bà ơi. Bao nhiêu? Một cái bộ ăn mặn hả? Hết luôn rồi. Năm cam hết mấy chị ơi. Áo len tay dài lên rồi cũ chưa lên chị ơi, áo len tay dài chưa lên. Đây bộ này quần ống su nha bà ơi, 89 ngàn.
cô gái nè, cô gái quăng rồi mà. Cô gái lọt tao ngủ rồi. Cô gái đây. Làm chéo xanh lá cho tường quay. Trời, cái màu xanh lá là cái màu hot em nhất luôn á mấy bà. Cái màu xanh lá là cái màu cháy nhất luôn á chị em. 105.000 bộ giùm em thôi nha mấy chị. 105.000 một cái đầm chéo lông đặt sau lưng nha mấy bà. 105.000 nè. Rồi bữa nay xe cho mấy chế 89.000 con hết nè. Có 89.000 bộ hả mấy chế ơi, mua gì giờ? Không mua này mua gì? Đây nghe. Đầm chéo không thấy hả? Đây nè em ơi. Đầm trước là lưng, làm trước là hai dây bản nè. Đằng sau lưng là chéo lưng như thế này nha. Con này có 105.000 mấy chị ơi, quá trời rẻ luôn, đang rất là hot luôn. Đầm đang bận hết màu đang mặc rồi, bây giờ hiện tại em còn hồng đậm, hồng nhạt với lại màu màu nâu. Hồng đậm, hồng nhạt với nâu. Lát lợi một xíu em thay cái màu khác lên cho bà coi nha. Rồi, 89.000 bộ quần xuân con hết. Bà nó hỏi bộ con hết là đang sale đó mấy bà ơi, hốt lẹ luôn. Hốt lẹ giùm em còn tiền nữa bà. Rồi hồng còn được bắt nha mấy bà, hồng lên hồng sen cho bà gái coi nè. Cái em đang mặc là nó có kèm quần bên trong cho mấy chị nữa. Nha, không có quần chị, cái này nó có túi thôi, cái này không có quần nha. Cái đầm nó chỉ có túi thôi. Nó sẽ có rất là nhiều loại cho mọi người, con nó là có túi thôi nha mấy chị ơi. Rồi, lên cho em con này luôn. Hồng sen, hồng sen. Em nhớ một kiểu hết nữa đúng không chị? Quần sọc hết rồi em ơi, không có em ơi. Cái quần sọc đó là quần ôm dài bé ơi. Đầm chéo lưng xanh lá cho kỹ lột. Em ơi thì cái màu xanh lá là cái màu hot gen luôn á mấy chị. Cái màu hot nhất luôn á mọi người. Lấy xanh lá đi mặc cho đẹp. Rồi đang mặc em hết màu màu bơ nha. Em lên hồng mấy chị ơi. Em lên hồng. Bà nào hỏi em bụ loe đợi em tí nha. Em xem bà chế mấy mã rồi em lên loe tiếp cho. Loe 109.000 bộ nè. Trời ơi nó đẹp quá trời luôn. Sao cái bộ này 109.000 mấy bà. Không bao giờ có đâu. Đầm body dài sọc còn một cái duy nhất luôn, màu gì ta, màu này màu gì,
bây giờ em mong xếp tâm hồng 105 cho Phương Nhi. Như kem có rồi chị. Xếp quần sập ở sau, xếp quần sập ở sau là giá 95.000 bộ loe xẻ lưng. Xem đầm chéo bà đợi em tí. Xếp tâm cho chị Phương Nhi làm màu đen, màu hồng nhạt phải không? Lấy hồng nhạt phải không? Tại vì con này em có hồng đậm với lại hồng sen lận. Hồng nhạt có lấy hồng sen. Màu nâu nữa nè mấy chị, màu nâu mặt tay lắm nâu rồi lên nâu tay nha mấy chị. Chứ mày bị già đâu. Triệu Vy số điện thoại Triệu Vy. Kỷ lục luôn, kỷ lục đủ đơn. Nhớ kem với đầm đỏ nè, nhớ kem với đầm đỏ. Rồi, vậy là kỷ lục đủ đơn. Mua hàng cộng thêm giúp em. Khách ơi, khách lưu ý là khách nào mới nhà em á, mấy chị mua chưa mua nhà em lần nào á, mua trên 5 sản phẩm là mình bắt buộc phải cọc, em mới cho lựa thêm nha. Chứ khách nào mà mua rồi á thì em sẽ cho mấy chị lựa để ngày mai cọc được. Còn chị nào chưa mua nhà em lần nào bắt buộc phải cọc rồi em mới cho lựa thêm mấy chị ơi. Lấy đầm chị mặc cho lên thì Trúc Ly có quần trong luôn. Trúc Ly ơi, đẹp quá. Rồi, bộ len sọc nâu với chị Ngọc Hiền. Len sọc nâu chị Ngọc Hiền có luôn. Rồi, đầm này 89.000 còn hai màu. Còn hai màu đỏ với lại màu hồng. Màu đen cho mọi người, đỏ với đen giùm em luôn. Triệu Vy xin hỏi lấy cái gì vậy ta? Đầm sọc dài 89. Rồi, ok, Triệu Vy. Đầm sọc dài 89 cho Triệu Vy nè. Đỏ cho chị Trần Son Son nè. Hai dây xếp có quần hết hàng chị ơi. Hai dây xếp quần hết hàng rồi chị. Rồi, cái bộ này ngày hôm qua thiếu chị nào nè mấy chị ơi. Hôm qua ai chưa có. Đen mặt hiện tại là em chỉ còn có 3 muốn con là em hết rồi nha mấy bà. Xem bộ loe phía sau hả chị? Đây 95.000 chị ơi. Bộ loe phía sau một bộ. Rồi, cái này em có loe con gấu có xẻ tà chị. Cái quần là quần caro nha chị ơi. Hơi bị lạ luôn á. Rồi, loe đen. Ừ. Loe đen, loe nâu và loe trắng. 95.000 con gấu, mấy chị lấy con gấu chút mã con gấu cho em nha. Đừng có chốt qua loe, mấy chị không biết phụ nào mấy chị. Rồi loe nâu em chốt qua chị Ngọc Dầu. À lấy con gấu rồi lớn lên mã con gấu cho em hết rồi. An Phúc số điện thoại cho lại nha. Rồi con này ngày hôm qua chị nào hụt nè. Nhắn tin quá chờ luôn em báo hết mấy chị ơi. Rồi bây giờ còn thấy được 4 bộ. Các chị không nghe máy nha mấy chị. Đó, bà nào mà em trả lời tin nhắn báo hết thì giờ vô chốt giùm em luôn. Có coi livestream giờ này vô chốt nè. 119.000. Thùy Trang lấy loe đen con gấu. Thùy Trang loe đen con gấu nè. Xếp chị đang cầm má. Thùy Trang thật. Thùy Trang thật. Cái này là phải gọi là siêu phẩm của nhà em luôn các bà ơi. Về bao nhiêu cũng không đủ cho khách luôn nha. Về bao nhiêu. Về bao nhiêu cũng không đủ cho khách nha mấy bà. Bộ cầm chị kỷ lục phải cọc thêm mới chốt được chị ơi. Rồi chị Thoa Suri nè. Chị kỷ lục ngân lượng giùm em luôn nè. Đủ đơn rồi nha chị. Chị nào mà trên năm. Em chúc cho chị bộ cuối ngày. Rồi chị ngân đi giùm em đi nha chị ơi. Ngày mai cọc giùm em là chị ngân nha. Còn chị muốn lựa thêm chị cọc giùm em luôn. Chị Hà Thu Nguyễn này phải có số điện thoại mới chốt được đơn nha chị ơi. Caro xanh nãy còn không chị hết rồi em ơi. Caro xanh lại em hết rồi. Lên đâu em hết luôn chị chịu quay ơi. Lên đâu em hết rồi. Em còn một bộ này thôi nè. Cho số tài khoản chị kỷ lục luôn. Chị Hà Thu Nguyễn ơi, cái số điện thoại chị ơi. Mỹ Linh Võ bộ 119 hết hàng luôn. Mỹ Linh Võ bộ 119 hết hàng luôn. Rồi, con về lấy con xếp 3 món này chị nào hỏi em nha. Xếp 3 món này có đệm vai mấy chị. Xếp 3 món này mặc sang dã man luôn mấy bà ơi. Có nịch luôn nha mấy bà. Có nịch nè. Quần em là bo chun nha. 40-60kg mặc vừa. Cái này là em có lên hình lên cho mọi người đó. Đây nè. Cái này mấy chị mặc không có cần phải mang đóng thùng đâu. Mặc sang lắm. Mang thế này giùm em luôn. Rồi. Mình có hai con đĩa nha. Mình có hai con đĩa bên hông mấy chị. Mấy chị thắt nịch vào giùm em luôn nha. Rồi, nguyên một set như thế này giùm em là 119.000 và dạ. Và là form là 40-58kg là mấy chị sẽ mặc ok nha. Mấy chị chốt giùm em luôn. Xếp 3 món kèm màu 119.000 luôn nha mấy chị. Bộ cam là bộ gì ta? Bộ cam là bộ gì? Mấy chị chốt giùm em luôn nè. Vest giùm em vest nâu hay là 3 món đi. 3 món đi mọi người cho nó khỏi nhầm. 3 món xanh, 3 món đen và 3 món nâu. 3 món xanh, 3 món đen và 3 món nâu giùm em nha mọi người. Giá 119.000 một bộ giùm em mấy chị ơi. Xét 3 món mấy chị nha. Có nịch luôn. Nịch nhà em là nịch bọc cho mọi người nè. Nịch bọc cho mấy chị nha. Rất là đẹp nha. Nịch bao luôn, bao qua bao da luôn mấy chị. Đỉnh lắm. Chị Hà Tiên em thấy chị nha chị ơi. Mà em hết cái bộ hồi nãy rồi. Bộ 119 em hết hàng rồi mấy chị. Cái bộ 119 đó em đợi cho em qua tuần. Đợi cho em qua tuần nha. Hả? Bà Lê xin hỏi hả? Rồi cho chị Huệ
gì giờ? Nhung Nhung, chị Ngân Kim nãy giờ lên tính tội chị Ngân Kim mai mới có đơn nha chị ơi. Chị Mỹ Linh vợ lấy ba món đen nè. Ba món đâu em chúc cho chị Thảo Nguyễn Nguyễn nè. Lên một nơ sâu lông có túi không? Còn không chị chốt em nhé, xe cục có túi. Loe cục nơ có túi, loe cục nơ, đây em. Loe cục nơ có túi, đúng không? Ok giùm chị cái nha Nhật Văn ơi. Gấu đen caro em chúc cho chị Nguyễn Giấy. Gấu đen caro cho chị Nguyễn Giấy. Đen mặt em chúc cho chị Hoa Bị Ngạn. Rồi Hoa Bị Ngạn còn bộ đen mặt luôn. Vậy là đen mặt em còn màu đậm với lại màu nâu mà hết. Ba món nâu em chúc cho chị Thu Sương. Thu Sương Sương Thu. Chị Ngân Kim có rồi nè, ba món nâu hả? Ba món nâu rồi, ok luôn. Rồi ai chúng có ba món, chúc em ba món luôn. Dạ, cái test này giùm em là 40-60kg là chị sẽ mang vô nha chị ơi. Test buôn xì em tạm nói với chị Nga Đình ơi. Chị Nga Đình này bơm hàng, muốn mua hàng cọc lại mới có đơn được nha chị, mới chốt được nha chị ơi. Rồi đây mọi người, ba món kèm màu giùm em ha, rất là sang luôn. Quần là khỏi lo, chị đằng trước là lưng bạn, đằng sau sẽ là lên bo chun cho khách nha khách ơi. Mặt xinh lắm. Dạ rồi, bộ nơ đó là giá 119.000 chị ơi. Bộ nơ đó là 119.000, hình như em còn có một bộ hai, còn một bộ nữa đó, chị nào chưa có thì chốt thôi. Quần kèm nịch, tất cả là kèm nịch, có một có hai con đĩa bên hông mấy chị mặc hả mấy chị sỏ vô giùm em là được nha mọi người nha. Rồi. Hoa Bị Ngạn đang mặc hồng có chưa ta? Nhìn nhìn cái áo á. Đang mặc màu hồng em chúc mấy chị rồi đó chị. Ba món xanh là y hình mẫu luôn, cái màu xanh ngọc y hình kem luôn đó mọi người. Bích Phương Nguyễn một xanh nè, Lê Phương Anh một nâu. Thật sự quá mấy chị ơi, là cái màu của mấy chị là nó y chang cái màu em đăng hình cho mọi người luôn mọi người ơi. Y chang màu em đăng hình luôn mà. Chị Lê Hoàng Anh một cái vest nâu nè. Lê Hoàng Anh một cái vest nâu nè. Xếp nơ hả chị? Trời mới quăng em mới bung ra luôn rồi. Em lười quá chị làm tí đó nha. Em lát em quay lại cho chị coi lại chứ ơi, làm tí nha. Rồi chị cầm rồi với em ok chị luôn hả? Chị Lê Hoàng Anh có vết nâu rồi. Rồi chú đang mặc rồi đó. Rồi em lấy cái đầm chị đang mặc màu màu xanh, màu hồng hết xanh rồi. Đang mặc bây giờ chị còn hồng nhạt lại nâu em ơi, lấy nâu đi cân nâu sang kìa em. Xanh ngọc em chúc cho chị Lê Thị Trúc Ly nè. 119 này 58 cái trở lại vừa. Cái con này nó rất là to mọi người ơi. Có kèm đầm cho mấy chị nha, mấy chị biết gì qua mấy chị cần thắt eo lại giùm em là được nha mọi người. Cộng dây đóng tiêu rồi. Có kèm cộng dây nịch nữa. Đây nè, ba món lận. Ba món lận 119.000 nha mấy chị ơi. Trời công nhận sang ghê luôn à. Có đệm vai luôn. Có đệm vai rất là xịn luôn á. Xét căng cầm là 40-60-58kg chị ơi. Cái này em có màu đen nè là sao? Rồi chị đâu có lấy không? Rồi đây nè, chưa có lên màu luôn nè. Đó em có đen nè, nó phối y hình cho mấy chị luôn á. Chị Hoàng Oanh đơn em đi chưa? Em cũng không biết luôn á. Em cũng biết đơn đi chưa nữa. Sáng nay mới gọi điện chụp đơn là hàng chưa có đi. Còn gọi hôm mấy hôm trước là hàng đi rồi nha mấy chị. Gọi 2-3 hôm trước là hàng đi rồi mọi người ơi. Rồi đang mặc em hết rồi chứ ơi. Em còn màu à. Em còn có 2 mũ nâu với lại 1 mũ hồng là hết nha. 2 mũ nâu với lại 1 mũ hồng nữa thôi nè mấy chị. Trời ơi đẹp quá luôn. Có quần trong nữa. Trời ơi, con này mặc là thiệt luôn các bà ơi. Khỏi lo khỏi suy nghĩ luôn. Bà nội hỏi cái đầm đang kéo sau lưng là đang rất là hot. Đang rất là hot luôn mọi người. Thiệt sầu luôn. Chế nào mà chưa có con này trong tủ rồi phải mua liền. Trời ơi, đi đâu cũng thấy rần rần người người bán nhà bán luôn nha mấy chị đẹp nha. Mà bà nào cũng có phải có con này giùm em. Buổi tối đi mặc cái bộ đồ này mà đi chợ đi dạo phố là quá xinh mấy chị ơi. Có túi luôn. Có túi luôn mấy chị, đầm là có túi luôn 105.000 nha. Rồi chị Lê Hoàng Anh đội nè. Ok chị ơi, chị nhớ mua hàng chị nhớ lựa kỹ giúp em chị ơi. Ngân Phạm. Trời chú có số điện thoại luôn bà ơi, là chú có chốt của quần què vậy luôn bà lại có số điện thoại em tôi cũng đổi bà đổi má ơi. Ngân Phạm số điện thoại Ngân Phạm ơi. Bán bé ơi, bán bé mua hàng lên số điện thoại bán bé ơi. Bán bé không lên số điện thoại rồi sao chốt? Sao chốt? Sao chị thấy ngắn vậy em? Ngắn cái gì chị? Ngắn cái gì? Bé đi dọn cái gì ngắn? Cái áo ngắn đó hả? Trời ơi. Thì cái áo đó đâu phải là áo giấu quần đâu mà chị đòi ngắn. Rồi nó dài. Con áo đó là con áo bình thường mà chị, kem nịch thôi. Chứ đâu có phải là áo giấu quần đâu, nó không phải là áo giấu quần nữa chị. Trên hình nó không phải là hàng giấu quần đâu chị ơi. Rồi mã này ơi, lấy chút giùm em còn tôi chị ơi, chị có cái lai cũ đi chị. Cái lúc mà cuối cùng em có mặc cái vest đó đó chị. Gồm cuối cùng em có mặc cái vest đó chị cho chị tua tới cái khúc cuối cùng giùm em đi. 65.000 bộ ngố cao
rồi lên kiếm giùm em nè. Rồi chị Thắm, cái bộ loe nè mấy chị. Trời ơi, cái bộ loe mấy chị ơi, rồi nhiêu tiền đây? Nhưng mà con này là mặt trên gối nha chị, không phải mặt dưới gối nha. Mua mà đòi mặt dưới gối hoặc là ngang gối là chắc chắn là không được nha chị. Nhưng mà em đảm bảo luôn, em mấy số lần em mặc là mình không có bị hở nha mọi người. Đảm bảo với mấy chị luôn, tại mặt cái này mình rất là nhiều lần rồi, chứ không phải là mới lần đầu tiên. Chị sợ là em chồng với thử cho chị coi nè chị ơi, em sắp quá. Còn xếp Leno. Ủa, Ngọc Hiền có xếp Leno chưa? Ủa, hồi nãy em nhớ còn bộ của đúng ta, biết còn không? Mà đợi em tí thôi. Rồi mấy má cảm ơn điện thoại. Coi con nó đánh luôn. Cho liền, cho vô một tít liền. Một tít liền. Mấy con nào mà tao xin nó hả? Hai ba lần mà không cho số điện thoại. Tao đánh một tít liền. Ấy là nhìn, đứng nhìn cọng dây màu hồng. Đừng nhìn cọng dây màu hồng giùm em. Thấy chưa? Che hết nè mọi người, nhìn đâu em nè. Cái thằng bên phía trong mà còn không thấy nữa mấy chị thấy không? Nè. Thằng phía trong nè. Thấy không? Thậu phụ qua luôn. Được chưa? Con chị em này mà chị em mặc đi chơi là bắt buộc phải mặc thêm một cái quần nhỏ nhỏ bên trong, đó là điều hiển nhiên. Tại vì con này là sợ gì của nó là như vậy mà mọi người. Bắt buộc phải mặc một cái quần trong là điều hiển nhiên rồi. 65 ngón caro hết rồi. Cái đầm này thiệt sự với mấy chị luôn, em bán rồi hả? Lần đầu tiên em bán một cái đầm mà em bán hơn 100 cái mấy chị. Nói giờ đầm em bán 20 cái rồi ha. Lần đầu tiên em bán cái đầm này là hơn 100 cái mọi người ơi. Chứ bình thường đầm em bán ít lắm. Đầm em nhập dữ lắm là 50 là ghê lắm rồi. Là em bán một lô 150 cái là hết. Không bao giờ em bán nữa mọi người. Riêng con này là em nhập đi nhập lại mấy lô luôn rồi mấy chị. Lần đầu tiên em bán một cái đầm mà em bán nhiều vậy luôn á. Là mấy chị biết là nó quốc dân cỡ nào đó mọi người. Thật sự nghe. Thật sự luôn. Rồi chị trên thoảng lấy một cái đầm cho em xem bộ Leno. Trời ơi hết rồi, bây giờ hết luôn rồi. Leno bây giờ hết rồi. Bây giờ còn bộ le này mấy gái ơi, lấy le này cho em đi mấy gái. Em phan từ từ đi. Cái bộ le 105, 109 ngàn nè. Đây bộ này đẹp nha. Bộ này hát có mặt rồi. Áo nhúng đẹp lắm mấy chị. Áo nhúng đẹp dã man luôn. Bộ le cho em luôn nè. Đầm đang mặc là 105 bà ơi. Có quần bên trong luôn nha mấy bà. Nhưng mà hết màu đang bận rồi. Le xanh em chúc mấy chị kỷ lục luôn nè. 109 ngàn một bộ giùm em luôn. Le xanh nè. Đầm xanh 105 ngàn cho Ngọc Tiết Phạm. Bộ len đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi le xanh nè. Le đen nè. Le nâu và le nu. Bộ len này đẹp dã man cho mấy chị luôn. Em 50 kg chị ơi, em 50 kg chị nào uống thuốc giảm cân nhớ liên hệ em nha. Bà nào uống giảm cân nhớ liên hệ em nhớ bà chế nha. Một liệu trên 450 ngàn. Em đảm bảo với mấy chị luôn là xuống, có uống là có xuống mấy chị ơi. Cố gắng kiên trì một tháng giùm em thôi. Xuống từ 3-5 kg là chuyện bình thường nha mọi người. Quần caro, áo xanh rất tốt. Có về nữa không chị? Lê Tuyền. Có em ơi, nhưng mà chắc ngày mai bây giờ lạnh quá. Đây mấy bà ơi, 105. Đây cái bộ đó quần ống suông mà. Đang mặc 60 kg thoải mái anh chị. 109 cổ đó 109 mới bán sao mà nói gì vậy trời. 109 màu đen, 109 màu xanh và 109 màu nâu. Đây 109 ngàn, các bà nào lấy bộ loe không? Có ai muốn em lên bộ loe thì em lên bộ loe cho coi mấy chị ơi. Còn không thì để mai em lên mấy chị. Bộ loe đẹp lắm. Loe đẹp lắm. Trời ơi chị ơi, em xin em bé em mặc như một con heo chị ơi. Chị skin đi lấy loe đen. Loe xanh chúc cho chị Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc Mai lên xanh. Thì sẽ kinh mây lấy lê đen, có nghĩa là em uống rồi mấy chị ơi. Em trải nghiệm rồi, em xuống em mới dám bán mấy chị. Dạ rồi, bộ ngó để em xíu chị gái ơi. Bộ ngó để em xíu nha chị nha. Rồi mình phải uống, mình phải xuống rồi mình mới bán được mấy chị. Ngọc Hiền, lại Ngọc Hiền lấy lê nâu nè. Rồi bộ mặt lại giúp mà chị không bà ơi. Cái bộ quần rồi, áo rồi vậy đó bà. Nhưng mà đẹp lắm, cái bà lấy nâu đi, nâu mặt sang nè. Đó mấy chị nào mà mặt sợ đen thì lấy nâu. Còn em thì cái hồng baby là cưng lắm mấy chị. Không phải bị là cưng lắm luôn á.
đem lên cái bộ lê này cho chị em mình nè. Cho chị em mình chốt cho đã. Bận thử lên cho mấy chị coi, thì bộ này rất là đẹp luôn. 60kg mấy chị mặc, mấy chị không có bị hở cái bụng ha, không không. Còn nếu hai nâu với một đen hả? Nè. Cái này là màu nu nha. Em đang mang cho mấy chị là màu nu nha mấy chị. Tâm đang bận hết màu rồi, hết màu hồng rồi. Hết màu hồng rồi gái ơi, bây giờ hiện tại em chỉ còn có màu màu nâu với lại màu hồng nhạt thôi ạ. Nâu chị yên phạm luôn rồi, còn cái hồng nhạt cuối cùng là hết luôn á. Còn cái hồng nhạt cuối cùng là em hết luôn mọi người. Vô mua lần đầu tiên mà luôn số bu à. Lên đâu chúc cho Nguyễn
mà chị mua hàng mà đổ cho người này được rồi đổ cho người kia được, không lẽ bây giờ cái bộ đồ mà em cứ ngồi đổ tới đồ luôn đi mà chứ, chỉ cần một người đổ thôi là đổ hoài luôn. Dạ vừa chị, em báo với chị là 60 kg vừa rồi mà, cái này là 60 kg vừa nè, cái này cũng 60 kg vừa luôn nè, có quần bên trong luôn, chị muốn mấy, chị mặc được đầm thôi. Bữa nay nó mặc là 109.000, mấy chị ơi 109.000 cho em nha, cái này là quần loe nha mấy chị, quần loe nhà áo rất tốt nha mấy bà ơi. Nhưng mà cái con này mấy chị mặc là sẽ không bị hở ngực, chắc chắn là sẽ không bị hở ngực luôn, rất là đẹp. Lên xanh chốt nhỏ, một xanh riêu đẹp nè. Không nhỏ có rồi hả, đây mấy chị. Có riêu, có nâu nè mấy chị, có đen luôn. Bạn màu hơi bị mơ rồi, bạn gái cho mà rẻ đó mấy chị ơi, rẻ lắm. Bộ này có 109.000 bộ mọi người. Bữa hộp là bán cái bộ kia là bộ quần ôm hả ta, mà đã 1.15 rồi, xét ra có 109 thôi mọi người ơi, rất là xinh luôn. Nói chung là gân gân thường thường em bán là giá tầm khoảng 109 thôi đến 119 thôi mấy bà ơi. Nhiều khi có giá, nói chung là rẻ mấy chị ơi, không có mắc đâu. Trời ơi, cái con này mới gọi là xuất sắc nè. Ôi, cái bộ vải xốp 2 dây nè mấy chị ơi. Ôi, cái bộ này mới thiệt với mấy bà chị ơi luôn. Hình sao là hàng y chang vậy mọi người ơi. Hình sao là hàng y chang vậy giùm em luôn. 40-60kg mặc dừa. Set baby doll vải xốp. Ôi, cái màu mê ly luôn mấy má ơi. Ôi, rẻ luôn mấy bà ơi, rẻ luôn mấy chị. Nhiêu tiền vậy? 105.000 bộ luôn. Ôi, mấy chị mua cái bộ này nó đẹp hơn cái bộ bánh 1.000 lần luôn mọi người. Cái nút nè dễ thương không? Trời ơi con này mở nhà mấy chị mặc mặc ngủ cũng đã nữa, mặc đi chơi cũng được nữa. Các bạn chị ở nhà, trời ơi xinh quá. Baby doll màu xanh bơ. Không có tay không chị nha. Chị muốn mua mấy cái phơm giống kiểu nhà mà có tay hả? Đây chị có sơ mi rồi. Mình có sơ mi thôi. Rồi con này mấy chị chốt giùm em luôn màu hồng. Xanh bơ hồng. Em đen. Xanh bơ hồng kem đen mọi người ơi, bốn màu nha, đẹp nè. 109 màu đang mặc em còn chị, đang mặc là 109.000 mấy chị ơi, quần là quần loe nha chị em mình ơi. Đây là mấy chị màu màu kem nè, 40-60kg mặc dừa với lại màu đen. Trời ơi đẹp quá. 109 thôi nha mọi người ơi, có lộn 105 em sorry, đang mặc mới là 109 nè mấy bà, còn cái bộ hai dây là 105.000. 105 màu đen, 105 màu kem, 105 hồng với lại 105 xanh. Đợi em xíu em lên sau cho mấy bạn chị á. Em lên cái bộ này sau cho mọi người nha. Biết chơi dông để em khui bơm em xả dí á cái. Bộ đang mặc là 109.000. Em có màu rêu, màu đen với lại màu nâu. Rêu đen nâu bạn màu đây. Bộ nô em đang mặc em còn nha chị ơi. Ok Út nhỏ nè. Út nhỏ ghi số tài khoản cho, nhắn tin cho Út nhỏ luôn. Loe nâu với lại loe xanh cho chị Loan Kim. Nâu xanh cho chị Loan Kim nè. Đang mặc là màu nâu mấy chị. Đừng có nhầm nâu với lâu nâu nha mọi người ơi. Dạ không chị ơi, 70kg nhà em không có size đâu chị. 70kg nhà em không có size chứ ơi. Không có size lại vui chị rồi. Ba đỏ của con ớt nè. Chị lấy em quần xanh, lá áo trắng, á có hình ở trước. Quần xanh, áo trắng, lá nào, lá nào trời, bà Nguyễn giấy bà lấy cái nào, lê xanh 109 cho chị Thu Nguyễn Lê. Sơ mi
đôi tay dài 40-60 ký mặc dù giùm em. Bộ sơ mi quần dài chứ lộn, 40-60 ký mặc vừa. Bộ này cái vải nó rất là đẹp nha mọi người. Ai mà mua mấy cái bộ lụa này là nhà em là biết là cái vải nó rất là mềm. 40-60 ký mặc vừa, quần có túi nha mọi người. Rồi xem cho mấy chị luôn, 119 ngàn. Ít có lông đó, có màu xanh lá không? Không có. Con bộ màu lấy đâu ra? Ngọc vào lấy hai dây xanh. Bà nào hỏi em bộ này là bộ này đẹp lắm. Rồi một con áo nè.
sách caro cho mẹ mấy chị. Sách caro này rẻ lắm, sách caro này như ta 99 ngàn hả? Con ta sách caro này, sách caro này là 109 mấy chị ơi. Sách caro này 109, em sorry, xe mấy chị luôn đi 99 ngàn luôn. Ai lấy caro chốt caro, ai lấy caro chốt caro cho em nha. Rồi này vét thấy bà. Thank you.
mà giờ còn có mùng nâu à. Ê, mùng nâu để cho phun hệ, đúng rồi, nhớ rồi. Làm hơi dây bao điện hết rồi, chị Thiên Nhi lấy cái đờ xét 129.000 này luôn. Thiên Nhi lấy xét 129 luôn. Rồi, dập ly 2 dây tầm. Dập ly 2 dây tầm cho em 99.000. Dập ly 2 dây tầm 99.000 à, lấy dập ly chút, dập ly. Dập ly 2 dây tầm 99.000 giùm em. Mét đen em hết luôn. Tầm nào nhờ. Caro, có lộn. Caro chúc như ý nguyện. Dập ly cho chị Thoa Suri, bộ đang mặc màu nâu chúc cho Su Su. Mét màu đen em hết rồi chị ơi, mét màu đen em hết rồi. Xe này đẹp nè mấy chị, xe cho mấy chị luôn 109.000. Ủa, hồi sáng cô Mai hỏi không? Hồi sáng thì ai lấy chốt em luôn nha mấy bà, 109.000. Chốt giùm em luôn xếp dạ. Tầm bộ đẹp hết rồi chứ ơi, tầm bộ đẹp hết rồi chứ chị Huỳnh Nhu. Chị Huỳnh Nhu ơi, tầm nâu em hết luôn rồi chị. Tầm nâu nào ta? Tầm nâu em hết luôn rồi. Rồi ai caro, chúc caro giùm em luôn là có đơn nha mấy chị. Dạ chị Vân Thùy xin thoại chị ơi. Chị Nguyễn Sương lấy cái gì vậy ta? Vân Thùy số điện thoại nè. Rồi. Trời ơi, cái bộ này chấn động mấy bà ơi. Cái bộ này chấn động, cái bộ này có 99.000. Ai đưa qua nguyên cục cho em ơi. 99.000 màu đen nè. Cái bộ này ngày hôm qua em có like nè mọi người. Chị Thoa Suri nè, chị Phạm Trọng nè anh ơi. Thoa Suri nhắn tin số tài khoản cho chị luôn. Rồi, dập ly 2 tầng em hết luôn. 2 dây áo vạt màu, thôi đẹp, thôi màu đen mấy chị khó thấy lắm, đẹp lấy màu này cho mấy chị dễ thấy mấy chị ơi. Để lấy màu này cho mấy chị dễ thấy. Trời ơi, còn đủ 4 màu luôn, chị đã mang thiệt chứ. À, 119 cho chị Nguyễn Sương. Sách trắng 119 cho chị Nguyễn Sương nè. Em đây nè, sách giả em hết rồi. Dập ly 2 tầng em hết rồi. Đây em bung bộ này ra cho mấy chị dễ thấy nè. 99.000 bộ mọi người ơi. 99.000 giùm em thôi nha mấy chị nha. 99 xanh nè, 99 đen. Có bò nha mọi người. Có bò với chân quần nè. 99 xanh, 99 đen và 99 rêu. Trời ơi, cái bộ này mấy chị em bán giá chi ân nè mấy bà. Chứ nghĩ sao bộ này mà 99.000 không có đâu mấy chị. Đây nè, 105.000, 7 đằng sau lưng hỏi cái đen chéo đằng sau lưng đen rất là hot luôn á chị. Còn có 2 con à. Rồi đây mấy chị. Trời ơi, cái bộ này nó đẹp giả man mấy chị ơi. 2 dây giùm em 40-60kg mặc vừa nha mọi người nha. Cái con quần là con quần thụng nha mấy chị. Có bò ở dưới chân giùm em luôn, 40-60kg mặc thoải mái luôn. Được chưa? Xanh lá chúc mấy chị nhã. Nhã và giả dương mạch nè. Xanh em chúc mấy chị Hoàng Như nè. Rồi ai lấy chút rêu. Rêu xanh đen 3 màu. Rêu xanh đen 3 màu nha mọi người. Rêu xanh đen 3 màu giùm em luôn. Màu đen tôi khỏi nói mấy chị ơi, thể thao mặc màu đen là xuất sắc luôn rồi. Rồi xếp. Rồi xếp rằng là xếp nào ta? Xanh là chị Mel Me Mali nè. Mali Mali hả? Mali Mali xanh nè. Còn xếp vét không chị? Còn chứ bà, vét đợi em tí đem lên vét cho. Vét nhẹm nhiều lắm bà ơi. Vét nhẹm nhẹm nhiều lắm. Rồi đây mấy chị nè. Đó, em còn một bộ nâu luôn, em còn nâu luôn nha, nâu còn bộ nè. Yên Phạm xanh rêu nè. Rồi em còn đen, còn xanh và còn nâu là hết. Đen em chúc cho chị Lan Su Si nè. Lan Su Si nè. Dạ Bạch Dương. Cứ Dương Bạch hoài ác. Xin lỗi. Tầm lộ liếu lưỡi chị ơi, liếu lưỡi. Liếu lo trên trần rồi chị, liếu lưỡi chị ơi. Vết 2 nút chị đầu tiên vết vô đây. Trời ơi, em xem có 109 thôi. Xếp vết 2 nút nhà em là mãi định nha mọi người nha. Thấy vậy chứ không có bị hở gì hết trơn chặt mấy chị ơi. Không hề bị hở giùm em luôn. 58 cái trở lại mặt vừa. Vết này em có được 2 màu, vết nâu và vết đen luôn. Chị nào mà muốn đổi vết này rồi là biết nha. Ok chứ yêu cặp rồi, nhớ chụp màn hình của mình trong tin nhắn giùm em chị ơi. Chị Loan Kim màu nâu. Đặng. Chị Đặng thịt. Đặng Mỹ Dung em hết rồi chị Đặng Mỹ Dung ơi, em còn màu riêu, em còn màu xanh thôi chị. Lan Kim cặp giùm em luôn nha chị ơi. Ra đâu ra? Của ai? Rồi đây mấy chị vét cho em luôn 109. Vét nâu 2 nút cho chị Nhung Nhung. Bà nào mua cái vét này rồi là biết nè, phải đẹp lắm. Màu đen là mặc là bao tay chặt thôi cho mấy chị.
19 quá trời luôn, em còn màu trắng. 119.000 màu trắng. 119.000 màu trắng luôn, ai lấy chặt chút trắng. 119 chị nào, chị nào. Ai sẽ là quán quân đêm nay? Ai sẽ là quán quân đêm nay mấy tờ ơi? Mỹ Linh vỏ lấy bếp đen 2 nút. 58kg vừa nha chị ơi, 58kg vừa thoải mái chị đẹp ơi. Trắng 119 cho Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn lấy trắng 119. Tiếp tục, cái này là cái gì? Cái này là cái gì mấy bà ơi? Ôi ôi, cái bộ Fendi này là nhất cái lắp. Nhất cái lắp mấy bà ơi, nhất cái lắp nha. Bếp đen còn một bộ, em chốt cho chị Kim Nguyên. Kim Nguyên luôn. 129.000 một set cho em thôi mấy chị. Em có thiệt bao hàng luôn, nguyên một set bố hết toàn bộ. 129 màu sáng, 129 màu xanh và 129 màu nâu. Con này mà không đẹp thì thôi luôn á, vét em hết rồi mấy chị ơi. Đây phải gọi là nhất lắm. Xinh lắm nha mấy bạn chế nha, trời ơi. Quá trời rồi mấy chị ơi. Thử thách 500.000 mua sập kho nhà em mấy chị. Set caro treo. Set caro treo là bộ loe chị. Bộ loe sắc, bộ loe gấu. Loe gấu đen nè, loe gấu trắng nha. Loe gấu đen, loe gấu nâu và loe gấu trắng chị ơi. 95.000 bộ loe tình yêu. 40-60kg mặc thoải mái luôn ha. Rồi, vét em hết luôn. Nguyễn Sương hết trắng. Set vét 109 em hết. Chi lùng lấy nâu cái bộ này mấy chị mà chị đồng một mình chốt liền. Cái này là Mali, Mali không có vừa hàng nhà em đâu chị ơi, 65kg không có vừa hàng đâu chị. Fendi nâu. Hết đâu chị Bảo Kiều ơi. 129 xanh, em có xanh không có hồng nha chị. Nguyễn Sương cái này có xanh không có hồng chị ơi. Nguyên Nguyên 129 xám. Quân Nguyên 129 xám, trời 45kg mà mặc như hot girl luôn bà ơi. Mặc cái bộ này là như hot girl luôn, cái này sinh ra là dành cho bà luôn đó. Thảo Nam ơi, 129. 129 mấy chị ơi, 129 nha chị em. Ai chưa có 129, có 129 cho em. Em nhận rồi, bộ ngố mặc thoải mái dễ thương, cảm ơn Cẩm Duyên. Xanh đi hết xanh luôn rồi chị Võ Kiều, còn bộ sáng. Siêu phẩm 109. Cái bộ này là phải gọi là bộ hot trend cực kỳ luôn á trời, không biết về bao nhiêu cũng không đủ luôn á. Thảo Nam xin thoại, Thảo Nam ơi, còn màu xám luôn nha cô gái ơi. Còn hồng màu xám thôi, đang mặc là bộ loe đó chị, 40-60kg mặc vừa, 109.000. Em có màu đen, em có màu nâu và em có màu rêu nha chị ơi. Màu rêu em hay like đó chứ, 45kg mặc thoải mái cô gái ơi. Rồi 90, 109.000, bộ quần bo áo tay dài. Trời ơi con này là xuất sắc luôn trời. Trời ơi, Võ Kiều mà lên chậm quá, Thảo Nam lên trước rồi. Rồi chúc với chị Võ Kiều luôn đi, in hai phiếu cho hai chị luôn đi. Mai ai không có để với chị luôn. Chị Võ Kiều có, chị Hậu Nam có luôn. Bộ quần ống bo, bộ quần ống bo cho em mấy chị ơi. 60 với ta 109.000 hả? Hết xong rồi Nguyễn Sương ơi. Nguyễn Sương không có lấy xanh. Ủa? Nguyễn Sương có xanh rồi em. Nguyễn Sương có xanh rồi gái. Nguyễn Sương có xanh cho bà rồi nha. Bộ này rẻ đẹp nè mấy chị đẹp nè. 99.000 của Bèo, của có rồi. Nó có màu xanh rồi. Em quần bo áo tay dài rêu xanh rêu, chúc cho Nguyễn Ngọc xin thoại em ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Minh mới nhận đồ được bộ cọc chờ neo rẻ mà đẹp quá trời luôn. Cảm ơn chị. 99.000 bộ bèo. Trời ơi bộ này tiểu thư mấy chị ơi, mặc ở nhà cưng lắm mấy chị. 99.000. Ngày mai em lấy tối mấy chị. Sáng mai không có like mọi người. Mai em lấy tối giùm em luôn. Trời ơi sáng nay còn đâu ba màu vậy trời. Còn đâu ba màu quá xinh luôn. 99.000. 90 bộ summer là nào ta? À 109 em hết rồi chị Quân Quyên hết rồi chị. Rồi bộ cổ bèo siêu cân giùm em luôn mấy chị. Bộ cổ bèo siêu cân nè. Còn bộ đen không em? Chị hỏi em đang mặn hả chị? Đang mặn em còn màu đen nha chị. Rồi em có màu hồng, em có màu vàng, em có màu nâu. 99.000 một bộ luôn. Cái này là vải xốp nha mấy chị. Vải xốp mà cái giá này là quá mềm luôn rồi. Vải xốp là cái giá này là quá ưu đãi luôn rồi mấy chị ơi. Thiệt sự luôn á. Mấy cái bộ này mặc ở nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được, xinh lắm. Cái tầng này mấy chị đẹp nè, nó có hai lớp bèo tầng luôn, xinh giả mang. Lên sớm đi live, à quên, trời ơi mày không nhắc tao không nhớ đâu mấy ơi. Trên thoảng lấy bèo vàng. Trên thoảng lấy bèo vàng xin lỗi. Trời ơi, tao không nhắc cái bị quên luôn mấy bà ơi. Cái like giờ đắm chìm vào cái cân like mọi người ơi.
nào. Bọn xanh bơ nghe, xanh bơ hồng mấy chị cũng màu hết trơn. Cái bộ này em có túi luôn, 105.000 bộ. Chắc tôi chết bà ơi, cái gì vậy mấy bà? Ủa sao trước rồi cái này mà gọi điện không nghe
áo rất tết, một cái chân vải có lớp quần bên trong có 99 ngàn, 40-60 ký mặc vừa giùm em luôn, 99 ngàn chị em mình ơi, 99 ngàn màu xanh nè, 99 hồng và 99 cam. Trời ơi, cái bộ này ngày hôm qua em không có bán luôn, trời ơi nó hổ. Bảo Ngọc cái bộ bơ nè, trời đất ơi sao mà đủ sợ với khuôn vậy trời. Hết màu xanh rồi. Ê,
đây cái này cho ba thằng gái luôn đi. Cho bộ đen cho thằng gái. Rồi đâu ra có bộ vest 95 ngàn chị ơi.
Anh Nguyễn lấy hồng 100 số điện thoại anh Nguyễn ơi. Kevin ghi nét hồng luôn, bộ đầm đầm hồng 100. Caro 119 là gì vậy ta? À ok chị Lê Phương, Hảo Nam với Caro luôn rồi, Hảo Nam là Liên. Hảo Nam đúng đơn nha. Nguyên bộ luôn nha mọi người nha. Rồi 105 ngàn cho em. Có túi luôn nè, cái quần mèo cưng lắm.
2 giây. Tầm 2 giây con mắm chị ta xoắn ngực. Có quần bên trong giùm em mọi người. Cái này có quần trong nè. Rồi dây kéo bên hông nè, dây kéo đằng sau. Em mới đấu giá 105.000 xong anh hỏi em nữa anh. Em vừa hỏi anh, em vừa em nói xong luôn á. Bây giờ phải mọc ra được 4 cái lỗ tai luôn mới thành chính quả. Đây nhớ bà, xoắn ngực giùm em nha, 99 như ra 99.000. Hai gơ khang nè, 99.000 nè. Rồi bà nào lấy bộ này chốt cho em luôn nha, 99.000 luôn. Bộ Thái Lan mấy chị ơi, bộ này mặc mát lắm mọi người. Hai gơ khang đủ đơn, mua thêm cặp giùm em luôn chị ơi. Chị nào đủ đơn rồi, muốn mua thêm thì cặp giùm em nha cả nhà ơi. Thì chúng ba món gì trời. Không, tắm hết rồi chị cặp giùm thôi. Trời ơi, đâu ra vậy trời. Trời đất ơi, không có hàng bản luôn mấy má ơi. 109.000. Xếp này là hàng vải poly nè, bà nào nhận được cái xếp này rồi mấy chị. Fitbit liền cho em đi đẹp không? Fitbit liền cho em luôn. Gửi tới tài khoản liền cho chị leader Tiger Khang luôn. Fitbit liền, mặt tẻ không? Mát không? 60kg vừa không? Trời ơi, cái bộ này mấy chị, mấy chị ơi, hơi tâm đắc nha mấy chị. Hay đây là hàng xịn nha mấy bà. Đằng sau lưng là dây kéo nè, thiệt sợ luôn á, trời đâu ra lòi ra nguyên cục luôn má ơi, không có hàng bán mấy bạn ơi. Trời đất ơi, trời tất á. Tất cho mấy bà ơi, đây, Bảo Ngọc nhắn tin số tài khoản chị đó luôn. 109, 40-60kg mặt dừa. Tiger Khang một bộ 109 nè. Phải ông trời. Có bộ 1 hả trời. Con bộ hà. Tiger Khang là tụi đâu nhiều lắm không phải chị ơi, mã khác. Tụi đâu ra mà lòi đâu có đóng cho tôi tất chứ. Tôi tất chứ. Này là body sách đó. Body sách đó 99.000 luôn mấy chị ơi. Trời ơi trời, chết. 109. 99.000 body sách đó. Body sắc nắp còn được 2 con hồng với vàng. Ê che cái kia luôn, mà này nó sắc nắp mấy chị ơi. 109 em hết rồi mấy chị ơi, có bộ mòn mà mấy chị. Có một bộ mòn mà. Không có luôn, có một bộ thôi. Rồi sắc nắp cho em. Quá trời mà đất luôn. Sắc nắp nha mấy chị ơi, 109.000. Có lộn, 99.000 body. Còn 2 màu hồng với cam. Các bộ loại bộ này rất là nhiều luôn nè mấy chị. Khách hỏi bộ này rất là nhiều luôn á. 99.000 body. Toàn là hàng hot không có gì đâu. Đang chảy rần rần trên Facebook, trên TikTok luôn á. Mà em bán có mấy chị giá hủy gì không? Bộ 109 em hết rồi. Trời ơi, cái bộ le này mặc là xuất sắc luôn mấy chị. Sale cho mấy chị luôn nè, 105.000 bộ le nè. Mặc mà không đẹp không lấy tiền đâu. 105.000 bộ le sọc. Xếp cho em còn, nhưng mà em hết màu đang mặc rồi chị ơi. Em mặc bây giờ em chỉ còn hồng, còn đen và còn còn xanh, còn hồng, còn đen lại con này thôi. Chị bảo là em nhắn tôi số tài khoản đó chị ơi. Em còn hồng, còn đen lại, em còn nâu thôi chị ơi. Dạ, mà chị đang cầm cái chút tiếp bình thường giùm em chị ơi. Lên số điện thoại liền mới chạy mua hàng, lên thông tin cho em liền. Body hồng chúc chị Kim Nguyên. Ai cầm được cái chút tiếp bình thường giùm em cho mấy chị này, body đơn em trừ tiền cho mấy chị ơi. Body hồng 99.000. Chị Lương Thị Nhân số điện thoại. Bộ len sọc em chúc cho chị Tân Tân. Chị nào lên số điện thoại trước cho công ty trước nha mấy chị ơi. Tầm này rồi mấy chị ơi. Khuya rồi. Rồi mất em đợi chờ ai hết nha mấy bà ơi. Ai lên số điện thoại cho em chúc trước rồi mấy bà chị. Rồi. Màu hồng. 105.000 bộ len. 105.000 len hồng. Y chang màu đen luôn mà có màu hồng. À, lấy hồng chút hồng giùm em luôn. Này body cặp nè. Em nhắn tin số tài khoản ở trên tin nhắn đó chị vô cặp cặp giùm em đi chị. Hình như lấy le sọc. Ok hình như 40-60kg mặt dừa luôn. 40-60kg mặt dừa giùm em luôn mấy chị ơi. Đầm cặp mấy chị. Trời ơi cái đầm cặp này chết công chuyện luôn. 99.000 đầm cặp. Xuất sắc luôn. 99.000 đầm cặp giùm em nha chị em mình ơi. Đây chú có đầm cặp cho em mã đầm cặp liền. Kèm tính quả là có đơn cho mấy bà liền hả mấy bà ơi.
ơi, mà hết rồi. Đọc tên có người, người nào có thì chốt. Đọc tên là có đơn với chị, chúng lại đọc giờ đọc. Ừ chị đó hết rồi, chị đó hết rồi, chắc chết luôn, hàng teo với bà. Đọc tên là có đơn, không đọc tên là không có. Vũ Hồng còn lại đang hết rồi chị, Vũ Hồng, chị Ngọc Sơn ơi. Đây là bộ quần ôm với chị, bộ quần ôm, xẻ lưng nè. Bộ quần ôm xẻ lưng này giá rẻ lắm, 95 ngàn. Bộ quần ôm xẻ lưng này còn một bộ nè, trời cái bộ này đẹp dã man luôn á. Tối mai mấy chị ơi, giờ em ớt mấy chị quá mệt, đứt cổ họng mấy chị.
chị ơi. Số điện thoại em ơi, Nguyễn Phượng số điện thoại bé ơi. Không cho số điện thoại không có đơn được là cô gái ơi. Cái áo khoác này còn cái áo khoác này dày dặn đẹp lắm. Xem mấy chị luôn 89.000 áo khoác nè. Cô bé đi cho Kim Nguyên. Xanh lá mới rồi chị ơi. Xanh chín đêm hết rồi chị Hoa Suri. Cô đi xanh lá phụ mẹ em chốt cho chị Khánh Linh. Nguyễn Phượng bỏ xanh lá phụ mẹ. Áo khoác này có túi trong túi ngoài luôn 89.000 còn đúng con duy nhất. Rồi cái vai mấy chị. Một vai mấy bề. Trong rừng có nai có thỏ. Thì bữa sau lên hết. Trong rừng có nai có thỏ. Có loài nhổ đổ bề leo. Có loài ăn không mới có. Có loài lượng rút đục thả câu. Mặt thì cười. Tay thì gì? Tay thì bắt. Hết vui nhà ai lấy về. Một vai mấy bề. Thị trang thật lấy cụ mẹ đỏ ok. Áo khoác cho chị Lê Hoàng. Ủa chị đang ngấm đâu á? Không một ba mấy bề xin lỗi không bán gấu rồi đâu rồi gấu cho chị Nguyễn Huy. Cô bé xanh cũng được 89 chồng mi. Mai mấy bè mua nãy giờ mua nửa ngày rồi mấy bè không cho số điện thoại giờ thấy áo phát sale rẻ quá mấy bè vô mấy bè chốt không nha không bán để gì đó mấy bè mấy chị nghe áo phát cho Quân Nguyện nó tha chú chị Quân Nguyện chịu chịu nha chú gì không chốt mua nãy giờ nửa ngày cho lên số điện thoại không lên má cái hồi khúc này áo phát đẹp rẻ quá vô chốt lên số điện thoại liền mau lẹ quá chị ơi ai bán chị.